bảo đảm từ đài của Kim Tử Long không bao giờ hát giữa gần cái gì đâu, bảo đảm luôn. Mấy giữa gần già tôi có mấy gì đâu. Rồi bây giờ đội nón lá quan coi. Kính thưa cô chú anh chị em, bây giờ cái đoàn chúng ta hồi sáng là chưa có ca sĩ Kim Tiểu Long á, thì quý vị biết là cái đoàn của mình đặt cái đoàn mình là cái đoàn gì quý vị? Cái đoàn sống giang, sống giang tăng liều liều, nghĩa là sáng trong là tư lần lần. Bây giờ là cái đoàn của mình đó là đặc biệt. Hôm nay có Kim Tiểu Long chứ không phải giờ giống như hôm mà mình giới thiệu nha. Từ Âu sang Á đi bằng xuồng ba lá, mà từ Á sang Âu đi bằng tám rau châu. Nhưng mà ở đây đó là Kim Tiểu Long là đường đường chính chính. Đăng Sơn, cái núi Thiên Cấm Sơn này là cái đoàn của chúng ta rất là diễm phúc. Mời quý vị ủng hộ một chàng phát tay cổ vũ ha. Thưa quý vị, sân khấu dằn văn cổ nhạc nắm tay nè. Xưa giờ quý vị mình có nghe thấy cái sân khấu nào mà giữa rừng đâu, mà hôm nay cái sân khấu chúng ta luôn là giữa rừng mà có được một vị ca sĩ coi như là bên ngành sân khấu cả lương mà nổi tiếng đó, mà về rừng này để rồi là mà đặc biệt con cái đó là để hát tặng cho quý vị mình nghe những cái bài hát gọi là tình đời và ý đạo. Và kính thưa quý vị, để làm không mất thời gian đó thì sẽ giới thiệu Kim Tiểu Long sẽ làm hát lại những bài hát mà quý vị biết đó là tình đời ý đạo, để cho tất cả quý vị mình không đợi lâu. Và đây tất cả quý vị, rồi giờ đây thì bà con của mình đó là được chú Ba Hùng sẽ làm một cái nhịp cầu để hỏi ca sĩ Kim Tiểu Long là lý do, một là lý do đi về đây, cái thứ hai đó là về đây để làm gì, mà trong khoảng thời gian mà Kim Tiểu Long ăn chay ăn như thế nào mà vượt những cái bệnh mà ngặt nghèo mà em Kim Tiểu Long đã cố gắng vượt qua. Giờ đây xin trước khi mà Ba Hùng đến thì quý vị mình ủng hộ cho Ba Hùng một tràng pháo tay nhiệt liệt. Xin trân trọng mời anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức thầy. Thì hôm nay Kim Tiểu Long cũng là một cái niềm vui cho bà con mình trong cái vấn đề gặp Kim Tiểu Long. Mà đặc biệt là quý vị mình có Kim Tiểu Ly, là quý vị mình là có chính trí giống như con bắp bê. Quý vị đố quý vị đó là cái vấn đề em này bao nhiêu tuổi đó, là cái nhà của tôi đón chúng quý vị lại ra lấy luôn hết cái. Đố ai đón được cái số tuổi của em này, chắc là đón không được. Như vậy là cháu này 23 tuổi mà có bao nhiêu quá lớn đó quý vị. Cho nên vậy mà hôm nay là coi như Kim Tiểu Long, sở dĩ mà tôi đi cạnh Kim Tiểu Long là bị gì, cách đây 5 năm ở bên đất Mỹ, là trong cuộc đời phiêu lưu trôi dạt làm ca sĩ nổi tiếng, Kim Tiểu Long đã đi vào con đường muốn làm sao mình có vợ đẹp nhất hơn người ta, được mình coi như giàu hơn người ta, và có mình có danh vọng hơn người khác. Cho nên trong cuộc đời lăn lộn mấy mươi năm là Kim Tiểu Long đã nếm những sự đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, là sự vui nó nhiều hơn cái sự buồn. Cho nên vậy cuối cùng rồi Kim Tiểu Long là gặp cái tôi nói chuyện trên mạng, mà nói gì vấn đề giết hát, giết hại sinh vật, tội lỗi không lường, đau khổ không chiết. Nên vậy mà Kim Tiểu Long là rung đến nỗi đắp nền, sáng thức dậy và quyết định ăn chay. Cho nên vậy mà vì lý do đó mà tôi có duyên với Kim Tiểu Long. Cách đây hơn một năm Kim Tiểu Long về nước dự cái ngày khánh thành chùa An Hòa Tự ở bên Khánh Bình giáp với Campuchia. Tôi cùng Kim Tiểu Long đọc giảng ở trên diễn đàn và đồng thời xuống cái Bún Bình Thiên, là coi như là đang đi dạo trên Bún Bình Thiên, tự nhiên bông dông ba bão tố đến muốn chìm cái chiếc tò. Trên đó có nhiều em YouTube, mười mấy em YouTube, bao nhiêu giảng viên cùng đồng thời Kim Tiểu Long.
là sống đánh là chích chết, niệm cứu khổ quan âm tấp vô bờ, người nào người nấy nói chung là xanh như tàu lá chuối luôn. Cho nên vậy mà kỷ niệm đó một năm mấy cho qua, giờ đây Kim Tiểu Long đã về đất Mỹ trong thời gian rất dài. Và Tết năm nay Kim Tiểu Long về quê nhà là tặng bà con 5 tấn là coi như 500 chút giò quà. Tôi yêu cầu trở về đây để mà cùng với anh em chúng tôi đi tới lui trong cái làng đạo với công việc từ thiện. Cho nên quý vị mình thấy hồi nãy giờ mấy em nói rằng cái vấn đề Kim Tiểu Long là ca sĩ cho nên yêu cầu ca, nhưng mà cái ca đó nó bình thường quá rồi. Mà Kim Tiểu Long nói đạo rất hay, và Kim Tiểu Long nói đạo rất hay, và cái lời nói Kim Tiểu Long bà con sẽ giác ngộ. Cho nên vậy mà không dài Kim Tiểu Long đã nói nhiều trên mạng, người ta coi đến mấy trăm ngàn người rồi. Nhưng giờ đây là cái cuộc phỏng vấn hôm nay, Kim Tiểu Long lèo lái nói khác hơn những bữa trước rồi, về vấn đề lý do ăn chay mà mình nói những cái khác hơn. Và những cái mà cuộc đời của Kim Tiểu Long gặp phải sự đau khổ trong cuộc đời, rồi tu hạnh phúc như thế nào để cho những người xung quanh đây tưởng đâu đẹp trai là ngon, tưởng đâu ca sĩ là ngon, tưởng đâu đi bên Mỹ mà ngon, ai hè đâu còn hơn cái vấn đề người ở trong coi như địa ngục nữa. Cho nên vậy mà kính mời quý vị hướng về sân khấu để Kim Tiểu Long có đôi lời tâm sự với bà con mình trong dịp đi núi ngày hôm nay. Kính mời bà con cho chàng pháo tay. Trước khi Long có đôi lời phát biểu tâm sự cùng tất cả ông bà cô bác, các anh chị em, các huynh đệ đồng đạo, mình tại sân khấu này là lần đầu tiên Long mới đứng trên một cái sân khấu này, mà sân khấu này mới là sân khấu đặc biệt nhất nè, nó bồng lai tiên cảnh nè. Bây giờ mới trở về cái sân khấu thật của Long rồi nè, chứ còn bao nhiêu năm qua, mấy chục năm qua là sân khấu, mấy chục năm qua là bị giả. Ánh sáng, phù du, tất cả mọi thứ đều là giả tạm, không có cái gì là của mình hết trơn á. Hôm nay ở chỗ này, mình đứng chỗ này là thật sự, là thật sự cái sân khấu của Long rồi nè. Cho nên là âm thanh á, lên núi á, thì mình không có âm thanh, cho nên là mình hạn chế tất cả mọi thứ, cho nên là mình có cái âm thanh nhỏ này thôi. Cho nên là bà con cô bác của mình là đến đây rồi, ngồi trong một cái khu rừng, Long nghĩ hôm nay mình đến đây thì chư thiên chư thần ở xung quanh đây cũng có, tất cả mọi người cũng đang chứng kiến mình. Cho nên là có chú ba, rồi tất cả có chú hai, rồi mọi anh chị ở đây, mà cô bác lớn tuổi đó. Cho nên là Long có một đề nghị là mình hãy giữ sự yên lặng và ngồi rất là yên tĩnh và yên lặng để mình tâm sự nhau nghe tại cái loa này. Mà nếu mà quý vị, mà chú ba nói, mà Long nói, mà quý vị nói nữa, coi như là sức khỏe chú ba không có đủ tải, coi như là tội nghiệp chú ba. Nam mô A Di Đà Phật. Năm mới thì gặp nhau ở đây là cái duyên rồi. Long chúc cho tất cả các ông bà cô bác, chúc chú ba, chúc chú hai, tất cả anh chị em, sư huynh đệ, chư đồng đạo, năm mới nhiều sức khỏe, và lúc nào có